Hi, Như ý xin mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình sẽ review lại cái cách sử dụng của con mixer số Yamaha LX9. Đầu tiên thì mình sẽ reset nó trở về mặc định của nhà sản xuất giống như một con mixer trắng chưa có gì hết ha. Sau đó sẽ bày cho anh em cách khai báo các thông số cơ bản rồi tới setup effect rồi gửi monitor để làm loa kiểm âm hoặc là ship out đồ đỡ cho anh em mình gửi xuống tín hiệu đánh ship hơi ha. Đầu tiên là mình nhấn giữ nút display này nè, nhấn giữ nút display và đồng thời mở nguồn, giữ luôn cái nút này để cho chừng nào nó hiện lên cái cửa sổ thông báo ha. Thì mình có một tay ha, từ từ đợi mình xíu, nhấn nhấn nút display nha anh em, nhấn nút display giữ và mở cái nút nguồn lên ha. Rồi, mở nút nguồn lên. Đó, anh em thấy mình đang giữ nút display không? Giữ im ha, giữ im cái nút display này cho nó lên cái bảng thông báo trạng thái. Nó báo cái đã rồi mình mới thẻ ra ha. Rồi nó đang khởi động đó anh em. Con này thì mixer số nên nó khởi động hơi lâu ha. Đó. Rồi ok, nó lại hiện lên cái trạng thái thông báo. Thì mình nhấn enter ha, nhấn enter, dịch chuyển con trỏ qua ok ha. Ok. Rồi nó báo mình có ok không, mình nhấn ok luôn. Như vậy thì con mixer nó đang reset lại mặc định của factory nhà sản xuất ha. Con này thì hàng rất là đẹp nha anh em, hàng bãi ship Nhật về rất là đẹp. Đẹp còn nguyên khay luôn, đó nguyên khay luôn ha. Rất là đẹp, đẹp tinh vi luôn không? Đó, đẹp, mới rời rợi, đẹp rời rợi luôn. Con này là mà đen cho ban sản xuất luôn anh em ha. Rồi, mình trong khi chờ đợi nó reset lại tí xíu ha, con này reset hơi lâu ha, đợi nó reset tí xíu. Khi nó reset xong nó sẽ báo cái dòng thông báo là mình chỉ có nhấn phím thôi ha. Đó. Con này thì mình đang cắm hai đường số 7, số 8 là mặc định của nó là sit out ha, 78 là master đó. Còn 654321 là opt out. Rồi line số 1 mình cắm mic nó là 16 line Red Canon hết nha anh em, 16 line Red Canon hết ở sau đây. Đó anh em thấy chưa? 16 line Red Canon. Ok, sau một hồi chờ đợi thì nó để lên bảng thông báo, mình nhấn enter tiếp ha. Enter. Đó, như vậy thì nó đã setup một cái con mixer trắng rồi đó. Reset lại nhà sản xuất. Tín hiệu nhạc mình đang cấp vô line 15 16 ha. Đẩy fader master lên chỗ số 0. 15 16 rồi. Rồi, nhạc nhẹ ngon lành ha. Đầu tiên là mình chỉnh EQ ha. Ví dụ như mình muốn chỉnh EQ line 16 đi ha. Là EQ 16. Thì mình nhấn select 16. Thì đây là EQ của nó ha, bằng cái di chuyển cái phím này, customer này nè anh em. Rồi đây chỉnh bass chung check. Đó. HBF muốn check thì on nó lên ha. On nó lên. Đó, on nó lên, muốn check nhiều check. Rồi đây là tần số quét ha. Đưa vào đây, với tần số. Đó, anh em thấy không? Rồi, bắt chung chép gì đó tùy ha. Nói chung cái bước chỉnh EQ này rất là dễ ha, rất là dễ. Anh em cứ khai báo làm sao cho nó hợp lý. Rồi, bây giờ mình sẽ bảo ba cái bước EQ, bước EQ chỉnh gain đầu vào thì nói chung anh em dùng tới mixer thì chắc chắn là chỉnh được chuyện đó. Rồi bây giờ nhấn nút home cho nó thoát ra màn hình ha. Khai báo thì khai báo bằng rack này, rack mặc định của nó rack 14 1234 là bốn cái EV đầu vào, ví dụ như mình khai báo cho master đi ha. Còn rack 5678 là khai báo effect, mình nhấn đồng thời hai phím cùng một lúc, nhấn kịch chuột cho nó mau. Thì rack 1234 đang đỡ trống hết, trống trơn. Bây giờ mình khai báo ha, khai báo cái rack 1 đây ha. Nhấn enter. Thì rack 1 thì mình cho cái đường ngõ ra nó STL đi ha, STL. Rồi bấm thoát ra. Đó, thì nó báo CTR rồi ngõ ra là bấm CTR đi ha, CTR. Đó, CTR cũng được mà mono cũng được, nhưng mà anh em muốn khai báo gì khai báo tùy ha, nhưng mà theo ý thì LR cho nó đủ hi-fi, nó đủ patch chép cho nó vui. Đó. Rồi ok, mình khai báo xong rồi đó ha. Rồi tiếp theo là những cái biến reverb. Những cái biến reverb ha, rack 5, rack 6, rack 7, rack 8 là nhờ mà những cái bộ thanh chiếu reverb thì mình muốn khai báo gì đó khai báo tùy. Như cái mic này nè, mic 13 thì nó đang ở một cái led thôi, cái rai đỡ trống này anh em thấy không? Thì mình muốn khai báo cho nó đủ ST luôn, cho nó hay luôn. Ví dụ mình cái rơ mình cũng khai báo mic 13 luôn, mic 13 đây ha, mic M rồi mic 13 nhấn enter một cái rồi thoát ra. Đó anh em thấy chưa, thấy cái mic 13 này là LR đầy đủ ha. Tương tự như vậy thì mình cũng làm cái mic 14, nhấn vô một cái rồi đưa qua 14 enter thoát. Rồi tới 15 16 cũng tương tự vậy ha. 15
15 ha. Enter rồi tới 16. Enter. Rồi thoát ra. Như vậy thì ta đã tiến hành tới cái bước khai báo xong xuôi rồi ha. Bây giờ tới revert, ví dụ như cái bộ effect số 1. Effect số 1 là mình revert ho để mặc định, tí xíu nữa mình khai báo xong ha. Rồi. Bây giờ là mình sẽ thoát ra ha. Mình sẽ thoát ra. Bây giờ mình thoát ra đi ha. Bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra cái tiếng micro mọc mình trước rồi mình sẽ gửi effect ha. Đây, micro mình đang cắm live số 1, mình đẩy fader lên ha. Alo, alo. À có tín hiệu rồi mà nó hơi nhỏ ha. Thì mình nhấn select số 1 để mình chọn cái line mình muốn chỉnh ha. Anh em muốn chỉnh gì ra chỉnh, ví dụ như muốn chỉnh cái gain, chỉnh cái gain nhỏ lớn tiếng à. Alo, alo. Alo, 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 1, 2, 6, 7. À, có tín hiệu rồi, như tầm này là đủ rồi. Hết, hết. À, rồi, ngon ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gửi effect. Effect mặc định của nó là 13, 14, 15, 16. Là 4 cái option gửi effect ha. Nhấn vô line 13 một cái, nhấn tiếp một cái nữa. Đó, thì bây giờ mình muốn trong cái bàn mixer này này, line là cái micro, ví dụ như số 1, số 2, 2 line này mình cái micro thì mình đẩy lên tới chỗ số 0 thôi ha. Tới số 0 là được rồi, không đẩy lớn quá nó vỡ gain hút. À, rồi, tiếp theo, tới số 10, 14 vậy ha, 14 mình cũng nhấn vô một cái, nhấn phát nữa, gửi lên ha. Nhấn thêm cái nữa, đấy, 2 line 14 đi lên này, đẩy lên số 0 này. Rồi, anh em thấy chưa, rồi mình thoát ra ha. Rồi, tiếp theo là cái tới line số 15, mình nhấn cái ha. Thì mình nhấn cái là mới chọn tín hiệu, nhấn thêm cái nữa này. Anh em nhìn thấy nó lên này. Nó lên này ha. Đẩy lên đó. Lên ha. Rồi nhấn cái 13 cho thoát ra ha. Rồi như vậy thì còn một cái nữa. Còn một cái chưa gửi này. Nhấn cái 16 ha. Nhấn cái 16. Nhấn tiếp cái nữa. Rồi gửi lên. Đó. Rồi tiếp theo thoát. Gửi như thế này vẫn chưa có đâu nha anh em. Chưa có phát đâu. Alo, alo. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Chưa có. À, chưa có phát ha. Bắt đầu bây giờ mình sẽ mở cái system return lên, nó sẽ có, bởi vì system return 1 2 3 4 này nó còn ốp này nè, chưa có tín hiệu ha. Bây giờ mình sẽ mở lên ha, mở này, mở bên cạnh, mở anh em, mở cái system return 1 2 này nè, mở lên nè. Hên. À, ngon ha, coi phát rồi ha. 1 2. Đấy. Rồi ốp cái system return lại ha. Tiếp theo cái system return 2 là cái gì? Mở lên đi. Hên, hên. À, CTR2 nó có revert mà mình chưa chỉnh, bây giờ mình muốn chỉnh lại đúng không? Muốn chỉnh lại thì mình nhấn vào đây. Rec 5, rec 6 này, là revert số 2 này. Ví dụ như mình chơi một cái bộ ở châu đi anh em ha. Ở châu đi, Việt Nam thì ở châu là chân ái. Rồi mono delay đi ha anh em ha, mono delay. Nhấn enter. À, bây giờ mình alo thử có không biết lên này. Alo, alo, alo. 1 1 2 6 7 8 10. Đã có chưa? Rồi, rồi. Rồi tiếp theo nữa là mình thoát ra đi ha. Thoát ra đi. Thoát ra đi ha. Hay, hay. Rồi. Bây giờ cái số 1, số 2 là ok rồi đúng không? Rồi, 1 2 ok rồi, ốp này. Anh em thấy ốp chưa? Bây giờ cái 3 4. 3 4 thì mình phải dùng cái customer đây này, dùng cái customer đây mình chuyển ha. Chuyển này, dùng cái customer đây chuyển lên. Chúng mình cứ tâm hồn chuyển lên. Đây, qua dùng CTB này ha. Lênh, lênh. Lênh cực 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 cực. Lênh nào lên thôi ha. Hê, hê, hê. Đó, có revert rồi đó nè. Hê, hê. Đó. Mình muốn chỉnh khai báo tiếp nữa đúng không? Muốn khai báo cái gì? Giờ muốn khai báo revert gì? Nhận tiếp lại cái nữa. Rack nữa nè. Đó, rack 6 là tương ứng với rack 7 ha. Rack 7. Đấy, rack 7. Thì mình nhấn vô cái bộ phận chỉnh revert này ha. Đây, thư viện ở đây. Nhấn enter đi ha. Rồi mình cho một cái bộ revert X xịn sò đi ha. Revert X của dòng lời 9 Yamaha này, revert X nó là vô địch rồi. Đây, revert X ho đi ha. Đây, X ho đi. Enter nó phát cũng ra gì ha. Enter đi. Hey. Đó, anh em thấy chưa? Hiệu ứng revert ít ho, tiếng mềm sâu mà nó chuyên nghiệp. 2, 6, 7, 8, 9, 10, hết. Đấy. Thôi sẵn đây mình làm luôn cái rack 8 luôn đi. Rack 8 là gì? Mono delay. Thế là ngon rồi. Rồi, bây giờ mình thoát ra đi ha. Rồi cái di chuyển cũng trở lại, di chuyển cũng trở lại chỗ đây ha.
OK Titan 3 đi. Rồi, mình mở cái Titan 4 nữa thì có cho nha. Alo. 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 2 số 7 toàn những người hết. À, như vậy là có cho rồi đó. Ngon đó. Rồi. Ngon ha. Rồi bây giờ cái đấy là cái bước mình gửi em phát ha. Gửi em phát cho micro. À, mình muốn like nào thì cứ gửi lên như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ bày cho anh em cách set mon ha, set mon monitor. Bây giờ mình thoát màn hình ra đây ha. Rồi, mình quay ra sau. Đây là hai cổng master out ha, hai cổng master out. Bây giờ mình sẽ rút ra ha, rút ra. Mình đưa qua số 1 đi ha. À, số 7 số 8 là mặc định ok rồi, không bàn cãi nữa rồi ha. Giờ đưa qua số 7 số 8 đi ha. Thì bình thường như vậy ha, mình đẩy nhạc lên, không có này, này. Tại mình chưa gửi tín hiệu mà, đâu gửi được đâu, chưa gửi. Ok ha, bây giờ mình sẽ nhấn vô cái Magic 1 để mình gửi tín hiệu đi, nhấn vô một cái nó chưa lên liền rồi, nhấn tiếp một cái nữa nè. Bây giờ muốn gửi monitor, gửi cái đường nào, dụ nhạc ha. À. Rồi, ví dụ nhạc như đây, mic cũng không có này anh em. Alo, alo, mic cũng có, gọi mic lên ha. Alo, alo, alo. À, đâu cả đâu. Đấy. Rồi ha. Rồi, giờ mình muốn gửi, nói chung là những cái fader này, nhạc cụ trống guitar đã muốn gửi gì gửi. Còn mình chỉ mô phỏng đường nhạc, đường mic thôi cho anh em dễ hình dung ha. Rồi, đó là đường monitor. Tiếp theo nữa. Thôi giờ mình off monitor này ha. Monitor thì gửi nó đơn giản rồi. Còn muốn gửi effect cho monitor thì cũng đơn giản thôi anh em ha. Gửi effect thì anh em nhấn vào đây, mở lên là được. Nhấn vô cái này mở effect lên là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ gửi sub. Sub thì mình giờ mình thoát ra đi ha, thoát ra đi. Bây giờ mình sẽ gửi tín hiệu sub này. Sub mình cũng nhấn vô cái magic 1 ha. Nhấn magic 1. Nhấn thêm cái nữa. À, sub là Magic 2 chứ quên, xin lỗi. Rồi thoát đi, sub là để mình cắm ốc 2 thì mình nhấn vô Magic 2. Đây, Magic 2 thì mình đẩy lên. Rồi, sub ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉnh EQ cho sub ha. Chỉnh EQ cho sub. Rồi mình nhấn vô master đây ha. Cái đường số 2 này mình cắm ốc 2 là mình nhấn select toàn ốc 2 để mình chỉnh cái quy này ha. Cái quy này thì mình chỉnh chuyển chỗ. Chuyển chỗ này ha. Đó, đây là cái quy to là mình chỉnh này. Đồ kết nó đi ha, đồ kết nó đi. Thông thường thì sub mình cắt tầm khoảng cỡ 190 gì đó, chung là tùy ha. Rồi cái HBF cũng vậy ha, HBF thì di chuyển chỗ ở đây. Đó, ốp lại ha. Cái này là do mình chưa có chọn cái này nè. Chọn cái này đi. Bấm Enter đi ha. Rồi mình đưa xuống, ốp nó đi rồi mình quét cái tần số này nó dễ. 125. Đó, anh em thấy chưa? Rồi thì trong cái tần số sub này nè, từ hai chục đến 90 ha, 20 đến 90 thì mình muốn nâng cái biên độ nào đó, ví dụ như muốn tăng cái EQ sub lên đi thì mình chỉnh đón cái sub cộng hưởng của mình rơi vào tầm khoảng cỡ ví dụ như 60 hay 53 gì đó, tùy theo củ loa ha. Thông thường thì 67 đến 70. Rồi mình muốn lớn lên ha, lớn lên thì nâng cái EQ này lên đó. À, anh em thấy sub lực chưa? Đấy, đơn giản ha. EQ sub cũng vậy ha. Và EQ mon cũng vậy. Mon thì nhấn vào đây. Nói chung là những cái đường out này nè. Out này tương ứng với magic này. Magic 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Thì mình muốn chỉnh cái nào thì mình nhấn select. Ví dụ như ý chỉnh cái EQ sub, chỉnh của EQ monitor thì nhấn vào đây và cũng tương tự như vậy ha. Đó, như vậy thì mình đã set được cái
cái effect và cái đường sub out là đầy đủ hết không? Nói chung là để mình thoát ra cái đã. Rồi. Đấy, mình thoát ra cái đã không? Nhưng bây giờ trong thời gian nó có hạn mà nó ít quá là mình nói cũng không hết không? Cho nên là bây giờ mình sẽ dừng lại clip ở đây, hướng dẫn cơ bản cho anh em những cái thủ thuật cơ bản thôi. Còn mà về lâu về dài thì anh em có khi chọn ngáy còn hơn mình nữa, thì nó cũng đơn giản, effect effect rồi sub siết rồi gửi tín hiệu mon out ra vậy thôi, chứ cũng không có gì là gớm gớm lắm. Khi mà có cái hàng trên tay rồi anh em dập phát ra ngay liền, bảo đảm dập nó sẽ lên. Đó. Rồi con này thì mình đang bán với giá 45 triệu đồng anh em ha, giá 45 triệu đồng một con hàng đẹp xuất sắc, đẹp như mới luôn, đẹp nguyên khay Escobar Mỹ luôn anh em ha, nguyên khay Escobar của Mỹ luôn. Đó. Mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ ha, 0909 043679. Thân ái chào người anh em.